mấy thằng hầu là trong hồn thì ngưng dần tải luôn. Có dầu mờ ấy. Mà tôi ra sáng bắt cá.
mà dưới nước nhả lan cát làm gì không? Nó nhỏ lại không? Nãy giờ hỏi gì mấy cặp người đúng không? Thì phải nói là khó mà. Cái số đó là ở dưới nước đó, ở dưới sông đó chứ không phải số ở trên bờ đâu. Ở dưới sông vẫn trả đó. Trung Quốc là trả trực tuyến trên sông luôn. Làm đi Trung Quốc không có.
đây cái cành kìa, đây cái cành kìa. Còn sống quá.